Người chơi thứ hai là Ứng Minh Phương, 26 tuổi, chuyên gia trang điểm và giáo viên dạy nhảy đến từ Hà Nội. Sở thích là du lịch và hát hò, là người nói nhiều, hòa đồng, dễ gần và ưa ngủ nướng. Tham gia chương trình để khám phá sự phong phú của tiếng Việt. Hôm nay đến với chương trình gặp anh Xuân Bắc, tim nhảy sập sình. Hy vọng mình sẽ đủ trình chinh phục tiếng Việt một cách thông minh. Cảm ơn em rất nhiều. Mải nghe thơ. Anh xin lỗi. Dạ. Em giới thiệu lại tên là gì? Vâng ạ, em là Ứng Minh Phương. Em 26 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. À Phương, cô giáo dạy nhảy. Dạ vâng ạ. Nhảy, dạy các con nhảy hả? Vâng ạ, em hiện tại đang dạy một câu lạc bộ nhảy của cho các bạn nhỏ trường tiểu học Chu Văn An. À, thế là mẹ các cháu đến đón hay là bố các cháu đến đón? Cả hai ạ. Ừ, thường là bố chắc chắn là thế rồi. Thế tôi nói thế ai hiểu thế nào thì hiểu. Điền vào chỗ trống, bạn về ta nhắc ta trông. Ta về bạn nọ bỏ công. Bỏ qua. Bỏ qua, đoái hoài. Điền vào chỗ trống trách chấm 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 sao xe hoài xe hủy. Trách bà tơ sao xe chỉ lộn vòng. Bà Nguyệt. Chưa chính xác. Tiếp tục nào. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Được, một ạ, xin một mời, ạ. Xin mời. Một. Một, xu thế. Mời bạn. Hoàn thiện cụm từ. Về điều tra xã hội học. Ví dụ là Nhật Bản là quốc gia bỏ có qua. Dân số già. Đây là gì? Không thể thay đổi. Chữ B đầu tiên không thể thay đổi. Khó quá có thể bất bỏ biến, qua. Bất biến. Bất biến đáp án chính xác. Tiếp tục nào. Ứng dụng. Ứng dụng hoàn toàn đúng. Mời bạn tràn trề hay tràn trề. Số 1 đáp án chính xác. Hãy viết lại cho đúng từ. Khuynh đảo. Khuynh đảo đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Tìm một động trôi, từ. Trôi. Trôi đáp án chính xác. Dựa dẫm hay là dựa số dẫm. Số 2. Số 2 chưa chính xác. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả trong câu bóng tối đầy thăn thẳm ngủ được đầy. 2 ạ. 2 chưa chính xác. Nó là 3. Em cũng hơi mất bình tĩnh đấy. Dạ. Xin mời các thành viên của ban cố vấn ạ. Vâng. Câu 2 là trách ông tơ sao xe hoài xe hủy. Trách bà tơ sao xe chỉ lộn vòng. Thường thì người ta vẫn hay nói là ông tơ bà Nguyệt. Nhưng mà khi người ta đã nói đến bà tơ thì chúng ta hiểu ngay phía trước phải là ông tơ, chứ không có ai người ta nói là ông Nguyệt cả. Vâng. Vai trò của ông tơ bà tơ người ta vẫn thường nói đến đấy là những vị thần tiên ngồi dưới trăng để mà xe những sợi chỉ tơ hồng ràng buộc trai gái vào với nhau để tạo thành nên duyên vợ chồng là như vậy. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ văn học Thanh Nga và bạn Minh Phương. À, ai chà chà.